Hello, xin chào mọi người nha. Đầu tiên thì mọi người nhìn thấy video của mình, hãy cho mình một đăng ký, một like để nhận những thông báo về những cái app kiếm tiền nhanh nhất, dễ nhất. Đây là cái app mà kiếm tiền chung nhá, tiền tệ này. Bạn chỉ cần có nick WeChat này, nhận được tiền là ok. Đây về phần nhận tiền đây. Có thể nhận được tiền là có thể chơi được nha các bạn. Thì đây ạ, cái app chính hiện tại mình đang làm. Đó là một cái app đây, nó gọi là khoai sầu của Trung Quốc. Thì nó dễ hơn là cái phần TikTok. Lướt TikTok thì bạn không thể nào mà kiếm được ra tiền đúng không? Chỉ có ở trên TikTok thì chỉ có những người nổi tiếng, người ta có nhiều lượt follow thì người ta kiếm tiền rất dễ. Còn đây không, mình không cần phải là người nổi tiếng, mình chỉ cần đi xem video thôi, xem quảng cáo ở đây, chỉ cần lướt như vậy, như TikTok thôi. Thì phần này nó là phần dùng tiếng Trung, nhưng mà ưu tiên những bạn nào mà tiếng Trung nhiều hơn. Bên tiếng Trung thì xem vừa 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 học tập được tiếng Trung này, vừa hiểu biết được văn hóa của người Trung Quốc này. Đây mình chơi có đây, hôm nay thì mình kiếm được tiền rồi đấy, thì mình mới giới thiệu cho mọi người biết. Còn phần nhận tiền thì nó nhanh lắm, chỉ vài giây tới đây. Mình thử thôi nhé, mình thử nhận được vài mão là tiền nó về luôn với chat. Cho nên là dù mình có rút bao nhiêu chăng nữa, chỉ vài phút là nó về đến WeChat rồi. WeChat thì đổi ra tiền nó nhanh lắm. Đây, ok, chỉ cần bạn liên kết với nick WeChat là ok. Đó, bạn chờ một tí. Nếu bạn nào mà nick WeChat mà chưa có phần thông báo ấy, thì có thể liên hệ cho mình sẽ giúp đỡ phần này. Mình sẽ có thông tin của người chung để các bạn xác minh chứng minh thư là ok, là có thể nhận được ống bao nhé. Mạng hơi hơi chậm. Bạn chờ một tí nhé. Chia sẻ nhưng thôi kệ nó. Sau khi mình có nick WeChat và có thể nhận được ống bao ấy, thì mình có nhiều app lắm. Hiện tại mình còn một app nữa đang chơi và cũng đang kiếm, thì kiếm được nhiều hơn cái con khoai sầu này. Nhưng cái trò chơi ấy, mình phải như kiểu chơi game thôi, chơi game nho nhỏ thôi, cũng đơn giản lắm. Vào chơi rồi nói chung làm các nhiệm vụ là nhận được tiền. Nhưng mà hôm nay mình chỉ giới thiệu con này thôi, tạm thời mình giới thiệu con này. Mọi người thấy hay thì mọi người cho mình một like, một đăng ký kênh nhé. Mạng hơi chậm các bạn. Ok đấy.
nó sẽ thông báo là sau 10 phút, khoảng 10 phút thì tiền sẽ đến. Ok, sau khi mình thoát ra là đây, nó bảo là rút tiền nào đấy, tiền về luôn này đó, không cần đến 10 phút, chỉ vài giây thôi. Ok, mạng hơi chậm thì mọi người thông cảm nhé. Đó, tiền nó về rồi này. Đó. Chỉ cần tiền về phát là WeChat nó thông báo luôn này. Tiền đã về. Đây, chỉ cần lướt như vậy thôi. Các bạn nhìn cái phần vòng quay ở trên này đi. Đây này. Đấy. Đây, mình vào WeChat mình xem thông báo nhé. Đây, thông báo của WeChat đây. Đó. Đây là cái app mà nó thông báo gửi tiền về này. Đây, còn mình đấy, hàng ngày nói chung là kiếm tiền ở cái này nó sẽ dễ hơn ở cái phần web, à ở cái phần TikTok. TikTok bạn thấy, các bạn thấy là mình đi lướt TikTok như vậy, phí thời gian như vậy, có thể kiếm được đồng nào không? Cái trò chơi ở cái khoai sầu này ấy, thì mình chỉ cần xem thôi, cũng như mình lướt TikTok thôi, cũng được chút tiền, gọi là tiền uống trà sữa hay này kia, có thể giới thiệu cho bạn bè chơi. Ok, vậy thôi nhá, hôm nay mình chỉ giới thiệu đến con này cho các bạn tới đây thôi. Cái video này mình chỉ làm thế thôi nhá. Xin chào tất cả các bạn nhé.